Cô bé về quê ăn Tết với bà, nhan sắc tựa thiên thần nhưng hoàn cảnh khiến nhiều người rơi nước mắt. Đây là hình ảnh một cô bé cùng bà ngoại của mình, em về quê ăn Tết với bà. Đoạn clip được bố của em quay lại và đăng lên mạng xã hội đã gây bão vì nhan sắc tựa thiên thần của cô bé. Tuy nhiên, khi những thông tin và hình ảnh của em được chia sẻ, nhiều người xót xa khi cô bé mắc một căn bệnh lạ, khiến trí tuệ của em chỉ dừng lại như đứa trẻ 1 tuổi, chứ không phát triển giống các bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, cô bé đã thường xuyên được bố mẹ đưa đến bệnh viện để điều trị. Hành trình dài đằng đẵng nhiều năm, nhưng đến giờ em vẫn chưa thể đến trường dù đã tuổi đi học. Chính vì hoàn cảnh đặc biệt nên bố mẹ cũng phải bỏ công việc để trông nom hoặc cho em về ở cùng bà nội, hòa mình với thiên nhiên, hỗ trợ quá trình trị liệu. Nhiều người khi chứng kiến đã xót xa mà cảm thán rằng có lẽ em chính là tiên nữ trên thiên đình do phạm lỗi mà bị đày ải xuống nhân gian. Một số người có cái nhìn lạc quan hơn thì an ủi rằng mãi mãi như đứa trẻ cũng tốt, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên, không vướng bụi trần. Chúc gia đình cô bé sẽ mau chóng tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả để em có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.